cách lắp ráp xe đạp dùng ti bật tháo mở nhanh đó, cái này cái ti nè, chứ chúng ta không mở con ốc vậy rồi anh mở hẳn rồi luôn để lấy cái bánh nè. Mở hẳn cái ti luôn, lấy cái ti luôn anh để cho người ta thấy. Rồi anh bỏ cái ti xuống đất đi, bỏ ti xuống đất rồi từ từ xả cái này ra mới gáy cái bánh là được rồi. Đẩy không không đúng rồi, mở đó ra. Rồi mở cái bánh ra. Rồi thì trên cái bánh xe nè nó sẽ có hai ốc canh để giữ cái má, một là má để đậy nắp bạc đạn hoặc là má để đậy nắp combi. Như con này bánh bạc đạn nè, cái má này má để đậy nắp bạc đạn nè, nó rất nhẹ nè, để phân biệt bạc đạn là bi luôn. Thì bạc đạn chúng ta rờ chúng ta quay về nè, nó không có rạo rực gì ở bên trong hết, là nó bạc đạn đó. Rồi chúng ta bỏ bánh vô thôi, không có mở bất cứ ngóc nào hết nha các bạn nha. Đây là cách lắp ráp xe đạp có dùng ti bật tháo mở nhanh. Tuy cái này nó cũ nhưng mà nhiều người mới chơi xe thì không biết thì cứ đa phần cứ tháo cái đó để ngóc ngoài là không đúng, gắn vô không đúng đó. Chúng ta bỏ cái ti vô thì cái đầu cái ti nó sẽ như vậy, đầu bật nó lúc nào chúng ta phải để như vậy chứ không để vậy để dặn nha các bạn nha, để vậy dặn chất quất luôn nha. Và chúng ta phải mở cái cây ti bật này ra đó, để cho cái đầu này như vậy. Rồi cái lò xo thì đầu nhỏ nó sẽ hướng vào đây nè đó. Rồi bên kia nó sẽ rồi anh gắn đi. Rồi thì bên đây đó chúng ta cũng bỏ cái lò đầu nhỏ hướng vô. Rồi chúng ta dùng cái đó đúng rồi, chúng ta đậy lại. Rồi anh sang giữ thì một tay tẩy này hai người đó, thì chúng ta dặn lại đó. Rồi chúng ta dặn tới một cái lúc nào mà thấy nó vừa đủ lực tay để bẻ lên bẻ xuống coi nó đủ khóa cái bánh chưa thì chúng ta mới ụp vô như vậy nè. Từ từ nè, chúng ta ụp lên vậy nè, ụp vô như vậy để khóa bánh nha, chứ không có để như vậy nha. Có nhiều bạn dặn xong để như vậy nè chạy nó rớt bánh ra nha các bạn nha. Các bạn dặn vừa đủ lực tay nè, vừa đủ lực tay nè đó. Rồi chúng ta ụp vô, anh sang ụp vô khóa lóc kê bánh lại. Rồi khóa lóc bánh lại thì khi chúng ta khóa cái bánh lại xong chúng ta phải kiểm tra như cái này nè, gắn bị lệch nè, cái bánh bị lệch ra bên đây nè thì nó sẽ tạo cho chúng ta chạy hai hàng. Cái này là mình cố ý mình làm cho bạn biết để gắn như vậy là bánh lệch nha các bạn nha. Rồi mở ra lại để chỉnh đó. Thì chúng ta khi mở bánh ra và chúng ta canh sao cho cái này nó nằm giữa cái bánh, cái cục này nè, cái này nè, nói chung chúng ta nhìn sao thấy giữa cái bánh. Rồi chúng ta bẻ lên sai. Rồi bẻ lên là cái bánh ngay giữa, ok, xác định ok là bắt đầu chúng ta gắn gom thắng vô là chúng ta chạy bình thường. Rồi chào các bạn nha, chúc các bạn buổi sáng tốt lành.